Good evening everyone. Good evening ladies and gentlemen. Good evening. Xin chào tất cả các anh chị và các bạn thân mến. Hello everyone. Hello. 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 Hello, Giang. Hello Hello, everyone. Sam. Hello, Hello, xin chào anh Thiên Anh, xin chào chị Hương, các anh chị thân mến, xin chào tất cả các anh chị. Và thật là xin lỗi mọi người vì hôm nay mình em vô trễ 10 phút là vì trước lớp mình có một cái ca mà em kết thúc trễ, xin lỗi quý vị rất nhiều. Quý vị cũng thông cảm là đôi khi lớp mình đúng không ạ? Em có kêu bằng làm dành ra ít phút cuối giờ đó để trả lời thắc mắc cho quý vị. Đó là bởi vì lớp chúng ta là ca cuối cùng trong ngày, có cái lợi thế là sau giờ học ai đi ngủ thì ngủ, còn ai ở lại thì ở lại. Và chúng ta không có cái ca gì ở đằng sau để ảnh hưởng hết, nhưng mà những cái lớp ở ca trước nó rất là thiệt thòi chỗ đó là đôi khi không có cái cơ hội để mà em nói nhiều, cho nên hôm nay em hơi nói nhiều cho nên là chúng ta trễ chỉ có bữa nay thôi. Rồi, xin quý vị thông cảm nha, những lần sau em sẽ cố gắng để không có như vậy nữa. Rồi, và bài hôm nay sẽ là chúng ta sẽ học listening và reading, chứ không chỉ có listening không, listening và reading. Và bài hôm nay hứa hẹn sẽ khó. Cứ thứ sáu hàng tuần là quý vị lại thấy cái chữ tờ tờ ở trên title. Chữ này có nghĩa là thử thách. Thử thách nha. Và nó sẽ kêu bằng là khó đó. Nó ở trình độ B1. Nếu quý vị không biết B1 là gì thì chúng ta sẽ có 6 cấp độ trong tiếng Anh, tương ứng với A1, A2, B1, B2, C1, C2. Thì B1 là cấp độ thứ 3 trên 6. Nó là tiền trung cấp. Đòi hỏi chúng ta phải có một ngôn ngữ tiếng Anh ít nhiều để có thể theo kịp bài hôm nay. Do đó em có một cái warning một chút xíu, đó là ngày hôm nay nếu quý vị mà chưa học gì cả là bài này rất khó và choáng ngợp. Em chỉ warning như thế thôi, chứ quý vị học được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Rồi, ok mà chị Nguyệt Ánh không nghe, lát nữa sẽ nghe. Ok, chị đợi một tí sẽ nghe nhé. Quý vị có nghe em nói rõ không ạ? Đôi khi là khi quý vị mới kết nối thì nó sẽ chưa có vô á, nên là chưa nghe. Các anh chị có nghe em nói rõ không? Các anh chị yes. Dạ, yeah, ok, rồi. Ok, that's good. Không làm mất thời gian quý vị nữa, chúng ta chơi luôn ngày hôm nay. Bài ngày hôm nay có tựa đề là phải có tiền mới có hậu, phải có trước mới có sau, phải có nhân mới có quả, phải có tiền mới hạnh phúc, sao cũng được. Và bây giờ bài đầu tiên, mời quý vị nghe và chọn. Đây, cái này quen không ạ? Dạ, em kính mời quý vị sẽ nghe, sau đó đánh cho em thứ tự mà mình nghe được. Em nói trước, nó lẹ lắm đó. Em ví dụ nha. Em thử nói tiếng Việt coi quý vị có đánh đánh được không nha. Chẳng hạn em nói khoai tây, quyết định số mấy ạ? À? Khoai tây, số mấy? Đó, đó, đúng. Ôi trời, JC nay mới gặp lại. Đúng rồi đó quý vị. Gia chị Liên, chị Diệp, chị Bích, chị Nga, chị Chi, chị Thủy, đúng rồi. Đúng rồi, Minh Đăng, đúng. Ở dễ không? Nói tiếng Việt. Nhưng mà bây giờ thử vậy nha, để coi quý vị có nhớ cái thứ tự số không nha. Khoai tây, xà lách, bắp cải, hành tây. Cần em nói lại không ạ? Rồi em nói lại lần nữa. Có một số quý vị ghi được rồi đó, nhưng mà em nói lại một lần nữa. Nhanh lắm nha. Khoai tây, xà lách, bắp cải, hành tây. Không phải bắp cải, súp lơ em nói lộn. Khoai tây, xà lách, súp lơ, hành tây. Rồi, dễ ha. Bởi vì mình là người Việt Nam. Vậy thì quý vị thấy sao ạ? Vừa rồi là một ví dụ cho chúng ta thấy, đó chính là kỹ năng nghe trong cuộc sống. Trong cuộc sống mình đâu có đọc chính tả cho quý vị đâu. Em đâu có đọc. Nào cả lớp, khoai tây. Xong chưa? Ghi xong chưa? Ghi xong chưa? Rồi, xóa theo, xóa theo.
Salad. Không có. Cho nên bây giờ em thử thách quý vị nghe một lèo và dùng trí nhớ đúng không? Rõ ràng quý vị vừa rồi dùng trí nhớ. Đây là một kỹ năng nghe đấy ạ. À. Kính mời quý vị nghe và dùng trí nhớ để ghi cho em một dãy các con số như sau. Một. Hai. Lettuce, onions, zucchinis, peppers, broccoli. Rồi, chắc chắn là nghe lại em đã nhận được câu trả lời của chị Tracy, chị Ruby, chị Bằng Hà, chị Thu Phương. Còn đúng hay sai thì không biết. Bây giờ em sẽ cho nghe lại một lần nữa. Và rõ ràng trong tiếng Anh nó cũng giống tiếng Việt, nó cần đòi hỏi quý vị phải phải nhớ, nhưng mà có một số từ đôi khi quý vị còn còn không có biết nó là cái gì nữa mà đúng không? Cho nên nó khó hơn nhiều không sao hết. Em sẽ cho nghe lại nhiều lần. Nào quý vị, listen again. Lettuce, onions, zucchinis, peppers, broccoli. Có. Ba anh chị làm đúng. Em nhận được của ngoài ngoài những quý vị nãy em nhận được thì em nhận thêm được của chị Bích nè, chị Nga, chị Bình, chị Bùi Thủy, chị Ngọc Diệp, chị Kim Tiên, anh Lê Vinh, chị Ruby, chị Cát Lệ, chị Hương Liên. Đó. Anh Quỳnh Lâm. Ôi trời ơi, anh Lâm ghi ra. Ok. Chị Diễm. Ok. Rồi, lại nữa một lần nữa ạ. Ráng tập mình kỹ năng nghe và nhớ quý vị. Nhớ nó quan trọng lắm, thiệt lắm thiệt. Một lát nữa quý vị sẽ nghe và quý vị sẽ thấy rằng đôi khi mà mình đi thi nghe đó, mình phải nhớ. Đối với kỳ thi IELTS Listening, nó chỉ cho mình nghe có đúng một lần duy nhất. Mình mà không biết vận dụng kỹ năng nhớ thông tin là không làm được. Và đây là một cái bài tập cho quý vị tập nhớ. Khi mà em kết thúc cái file nghe, chắc chắn cái âm thanh nó còn vẳng 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 trong đầu quý vị. Quý vị nếu được thì lẩm nhẩm lại, coi như là mình được nghe một lần nữa từ chính giọng của mình đi ra. Nào, listen. Lettuce, onions, zucchinis, peppers, broccoli. Yes. Rồi. Bây giờ em mới lên tiếng chứ nãy quý vị nghe xong em đâu có dám lên tiếng để quý vị còn nhớ nữa. Lên tiếng cái là mất mất trí nhớ liền. Rồi, chúc mừng, bây giờ rất nhiều người làm đúng, rất nhiều người làm đúng luôn. Nhưng mà cũng có nhiều người làm sai chứ không phải không? Nghe lại lần cuối nè quý vị ạ. Lettuce, 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 Nào, chuẩn bị nha. lettuce, onions, zucchinis, peppers, broccoli. Lettuce. Onions. Zucchinis. Peppers. Và broccoli. Rồi, kết quả 8 7 5 2 6. Trời ơi, giống như y chang đi đi đi, đi thi ngày xưa quý vị, làm kiểm tra không, xong rồi cái kết quả đúng không, làm kiểm tra xong rồi dò 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 nhau, mà bạn mình nó làm giống mình á,
mình cảm thấy mừng vì xác suất có thể đúng 87526 nha quý vị. Broccoli là danh từ không đếm được. Dạ đúng rồi chị. Mình nghe nó có S hay sao? Đâu em nghe lại nha. Lettuce, onions, zucchinis, peppers, broccoli. Rồi. Hôm bữa em có trao đổi với anh Bằng ở trong cái lớp IELTS, anh cũng có hỏi một câu giống vậy, là một cái câu về dạng gọi là danh từ đếm được và không đếm được á, thưa quý vị. Thì khi quý vị tra một cái từ thì nó sẽ định nghĩa cái từ đó là đếm được hay không đếm được. Tuy nhiên cách dùng ở trong cuộc sống đôi khi nó sẽ khác trong từ điển, tùy vào cái ý niệm của mình. Vậy thì thường nói chung là mấy cái loại mà lá 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 như thế này nè thì thường là nó không đếm được. Celery nè không đếm được, đúng không? Nhưng mà đôi khi nó cũng đếm được, như đây carrots nó lại đếm được, pepper nó lại đếm được. Và ngay cả khi tóc với quý vị, hay là gạo đó, hay là muối, hay là đường, tất cả mọi thứ đều không đếm được, nhưng mà đôi khi nó sẽ đếm được tùy vào cái cách mà mình hiểu. Giống như là tóc đi, vậy em nói cô ấy có tóc tóc đen thì quý vị chỉ cần nói là she has black hair. Hair ở đây được sử dụng như là không đếm được, nhưng mà ví dụ như trong tô phở của mình, ê em có cọng tóc, vậy thì mình sẽ lại lại là đếm được, mà cái chữ đó cũng có nghĩa là tóc chứ không phải là một cái nghĩa khác. Hay là hạt gạo cũng được đó, hạt gạo thì cũng gọi là không đếm được đúng không, nhưng mà hạt gạo chẳng hạn mình làm thiệp đó, thì mình lấy cái gạo đó mình khắc tên vô, rồi bạn hãy chọn một hạt gạo đi để tôi khắc tên cho bạn. Choose a rice, ví dụ vậy đó, thì đôi khi nó sẽ hơi lập lờ chút xíu. Hôm bữa là anh Bằng hỏi cái câu đó là vì anh nói về mía, mía đó, sugar cane, tại sao mà mình tra trong từ điển thì nó không đếm được, mà tại sao ngay trong cái bài IELTS đó luôn cái đề nó lại ghi là nó thêm s vô cái chữ sugar canes. Đó là bởi vì người ta đang sử dụng mía như là một cái vật thể, là cái cây mía sản xuất đường đó, cho từng cây mía vô cái máy ép thì nó lại đếm được. Còn mía bình thường nó là cỏ, nó được xếp vào cái nhóm grass family thì cỏ thì không đếm được vì nó quá nhiều. Cho nên là đó, đôi khi em cũng không giải thích được đâu chị Tracy, không biết tại sao mà chị đếm được một bông cải, hai bông cải mà nó lại không đếm được. Em chưa bao giờ thấy dạng số nhiều của broccoli, để lát em kiểm tra coi nó có đếm được không, để em kiểm tra liền ngay bây giờ. Kiểm tra bằng cách là vô cái từ điển đây. Đây là người yêu của em ạ. Broccoli. Đây, thì nó định nghĩa là uncountable now, nhưng mà em biết chắc chắn là có khi nó đếm được đấy chị ạ. À. Như là chị sẽ nói là rồi, bây giờ mình sẽ trang trí bàn ăn bằng ba cái đó. Thì lúc đó chị lại sử dụng nó như là một cái danh từ không đếm được. À, danh từ đếm được. Vậy hả chị Tracy? Dạ. Yeah. Rồi. Quý vị nghe lại lần nữa. Lettuce, onions, zucchinis, peppers, broccoli. Rồi. Lettuce là salad. Nhớ nha. Lettuce. Quý vị viết ra cho em chữ lettuce đúng. Rồi chị Ruby viết đúng rồi. Cả lớp bình luận cho em chữ lettuce một cách công khai đi ạ. À. Lettuce. Hôm bữa em vừa nói xong không? Hôm thứ tư. Vừa mới giải thích cho quý vị xong. Hôm nay em sẽ giải thích lại không sao hết. Lettuce đúng rồi đó. Nó đọc là vậy đó. Em ghi lên đây cho nó thông thoáng nha các anh chị. Chữ này ha. Đầu tiên, salad nó là cái này nè, chứ không phải là salad. Salad là gì các anh chị còn nhớ không ạ? À? Bình luận cho em xem nào. Salad là gì? Là gỏi hoặc là rau trộn, chính xác. Còn cái rau này người ta gọi là này. Chữ này không phải đọc là tools, không phải âm u mà là âm e. Em ghi lại ha. Le tis. Đó là theo cái phiên âm chuẩn. Chữ cờ e mình đọc là âm sờ. Thấy chị em là xì xà xì xầm đúng không? Le tis. Nhưng mà làm sao ạ? Hiện tượng gì đó lớp, ai còn nhớ ghi cho em đi. Chữ tờ này không đọc là tờ mà đọc thành đờ là hiện tượng gì đấy ạ? À? Đây ạ, à, đọc thành chữ đờ.
Hiện tượng gì cả lớp ạ? À? Bình luận. Đúng rồi, chị Hằng Đỗ. Giảm âm. Từ một âm nổ, chờ, chuyển thành một âm lướt. Đờ. Không có nổ cái đùng. Thứ hai, âm y chuyển thành âm ơ. Là hiện tượng giảm âm luôn. Từ ê, ê thành ơ. Ơ là giảm chứ còn gì nữa. Lettuce. Đó là lý do mà quý vị nghe lettuce. Lettuce, 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 Đó. onions, zucchinis, peppers, broccoli. Rồi đúng rồi, đó là lettuce. Tiếp theo, onion thì dễ rồi. Đâu, chữ zucchini. Anh chị nào còn nhớ chữ zucchini, bình luận công khai cho các bạn mình cùng xem luôn ạ. À. Zucchini. Rồi, vẫn còn nhớ. Ok, quý vị rất tốt. Zucchini. Rồi. Zu. Hôm bữa mình cãi nhau, này là dưa hay là bí đúng không ạ? Và thôi, cái đó em xin phép miễn bàn, em cũng không biết. Đây, zucchini. Nhưng mà cái này em biết nè. Đó là cái chữ cờ hờ. Nó có ba cách đọc. Em lưu ý luôn cho quý vị để sau này mình phát âm, mình lưu ý một chút. Cách đọc thứ nhất là âm chờ. Chẳng hạn như là trong chữ chocolate. Đọc là âm chờ. Chocolate. Thứ hai, đọc là âm cờ. Như là trong cái chữ zucchini của mình đây. Âm hờ này được xem là âm cầm. Hay là chữ, một chữ quen thuộc hơn cho quý vị nè. School. Chứ phải chun đúng không? Âm cờ đây. Và cách đọc thứ ba là âm sờ. Âm sờ chẳng hạn như là trong chữ chic, có nghĩa là sang trọng. Oh, she looks chic. Bà ấy nhìn sang quá. Hay là machine. Chứ không phải machine hay là makin. Đấy, machine. Chic. Rồi, xong. À, được rồi, xong. Bây giờ mình sẽ qua tới phần tiếp theo. À, peppers là này quý vị biết rồi phải không? À, đâu, quý vị ghi chữ peppers cho cả lớp cùng coi đi ạ. À. Bình luận công khai luôn, đúng rồi, chị Ruby. Peppers, ok, thank you. Rồi, broccoli, nãy em đã chiếu rồi phải không? Các bạn chắc là thấy rồi. Cũng thôi quý vị về kiếm lại bài hôm thứ tư em có ghi. Rồi, có số 4 này em đố quý vị nè. Số 4 này là gì, ai còn nhớ không? Anh chị nào còn nhớ mở micro đọc, em nghe cái số 4 đi à. Số 4 đọc sao? Số 4 là gì đây? Salary. Rồi. Salary. 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 Xe này. Salary. Rồi đó quý vị à. Xe chứ không phải là xa nha. Ai đọc xa là thành tiền lương đó nha. Rồi. Salary. Và đó là chữ cờ. Có chừng lộn với chữ sờ. Salary. Sẽ đọc khác với lại salary. Viết cũng khác luôn. Salary là thằng này nè. Đấy. Salary. Không đếm được. Rồi, cảm ơn quý vị. Chúng ta cùng đến với phần nghe và viết ở cấp độ từ vựng. Nghe những cái cụm sau và viết xuống. Và tương tự, nhiệm vụ của em không phải là cung cấp đáp án, mà là hướng dẫn cho quý vị kinh nghiệm. Do đó quý vị phải viết ra. Lỡ mà viết sai, em còn cách nghĩa tại sao lại sai như vậy. Em còn so sánh đối chiếu cho các anh chị. Nào mời quý vị nghe. Feeling tired and unwell. Ooh, lại nha. Feeling tired and unwell. Feeling tired and unwell. Ba từ. Feeling tired and unwell. Feeling tired and unwell. Feeling gì ạ? Rồi. Chị Bích, chị Trâm gần đúng, chị Thảo gần đúng. Chị Bình cũng gần đúng luôn. À, chị Nga Trịnh đúng hoàn toàn. Chị Na Nan đúng hoàn toàn. Chị Bùi Thủy gần đúng. Chị Giang Chi gần đúng. Chị Thu Phương gần đúng. Chúng ta nghe lại. Chị, à, rồi, chị Minh Châu đúng hoàn toàn.
Feeling tired and unwell. Chị Bích đúng rồi đó. Em đọc chậm. Feeling tired and unwell. Tired and unwell. Rồi chị Thảo chữ unwell, chị Thảo Phạm chữ unwell dính vô. Chị Hạnh đúng rồi. Đúng nhiều lắm, ai cũng đúng chứ. Ai cũng đúng cả. Vậy thì chúng ta học được cái gì từ đây, lát em sẽ nói. Rồi, tired and unwell. Quý vị biết không, người ta nói có một câu vậy nè, là đôi khi không sợ những người quân tử mà sợ những người tiểu nhân. Đây, thằng and với lại con of, hai đứa này là khắc tinh của môn nghe. Lát nữa em sẽ nói. Rồi bây giờ chúng ta làm tiếp. Câu số 2, mời Cảnh Lâm. Weakened my immune system and I fell ill. Okay. Now listen again, Glass. Well, weakened my immune system and I fell ill. Weakened my immune system and I fell ill. Weakened my immune system and I fell ill. Chị Thanh Thảo, cái chữ đó đọc là follow. Còn cái này nó là, And I fell ill. cho nên không phải là follow. Chính đó, quý vị phải ghi ra em mới có cái để em kể chuyện. Cứ ghi thôi quý vị. Quan trọng không phải là mình sai, mà là mình học được cái gì ngày hôm nay. Từ này đọc là follow. 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 Rồi chị Thu Nga, cái chữ của chị là fail. Fail. Rồi để nghe lại coi nó có đúng như vậy không nha. Chị Bích. Đúng rồi đó chị Bích. Nhưng mà chị Bích bị lỡ cái lần trước không? Cái lần sau chị đúng rồi đó. Rồi chị Thảo Phạm, cái từ này là follow. Chị Nga Trịnh cũng vậy. Follow. Anh Gia Thịnh cũng vậy. Mình đang ghi cái chữ follow. Nhưng mà cái chữ mình nghe có phải là follow hay không? Nghe lại một lần nữa. Listen again. Weakened my immune system and I fell ill. Có vẻ như không phải là follow, mà là fell ill. Rồi, em sẽ đọc chậm lại. Dạ, rồi, JC, cái chữ của chị là fail all. Fail all. Mỗi một cái khoảng trống này tương ứng với một từ quý vị ạ. À. Vậy thì bây giờ nghe từng cái nha. Em đọc chậm lại. Weakened my immune system. Weakened my immune system. Em đọc chậm lại nha. Hình như chưa, hình như em thấy chưa có ai ghi được cái chữ này, chắc là do từ mới đó. Nhưng mà quý vị ghi được cái chữ ở đây không? Ở bên này em nghĩ là nó ghi được nè. Bên đây, bên này, bên này, bên này, cái chữ bên này nè. Weaken my chấm 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 và cái chữ đằng sau là gì? Weakened my immune system. Đấy, ai ghi được cái chữ đó? À, như chị Bích ghi được rồi, chị Tuyết Mỹ ghi được rồi. That's very good. Chị Thảo. Yes, very good. Có người làm được rồi quý vị ơi. Chính xác, chữ này là chữ system. Em đố các anh chị. Bây giờ em sẽ mở micro nha. Học là phải có tương tác không?
chứ không phải em cung cấp đáp án cho quý vị thì quý vị tự học cũng được. Nào quý vị, system nghĩa là gì ạ? Hệ thống, cái hệ hệ thống thống, hệ thống, là hệ hệ thống. thống, Em hệ hỏi thống. tiếp, beacon không tra từ điển, xin không tra từ điển, dịch được Suy yếu, suy yếu, sao suy yếu nghe giống như làm là tính từ quá vậy, trong khi này là động từ đó nha, làm cho nó yếu làm đi, cho nó yếu, yếu, làm làm yếu cho nó bị suy cho yếu, nó bị dịch suy giảm hả? đúng rồi, làm cho suy giảm. Rồi trước khi mà mình tiếp tục, em muốn quý vị giúp em bình luận công khai những thứ sau đây ạ. À, bình luận công khai luôn nha. Weak là yếu, coi chừng lộn với lại cái chữ tuần nha, hai từ đó đồng âm đó nhưng mà viết khác nhau, chữ này là chữ A, coi chừng lộn với lại chữ tuần là weak. Hai hai bạn này đọc giống nhau, chữ này là yếu nè quý vị. Và khi chúng ta thêm cái đuôi ần vào đằng sau, nó có nghĩa là làm cho. Em chỉ sợ rằng quý vị nghe weekend, quý vị tưởng đâu là cuối tuần. Đố các anh chị chữ cuối tuần mình đọc sao? Cuối Last week, tuần. Weekend. Đó, thấy chưa? Vậy thì mình sao? Mình phát âm sai thì làm sao mình nghe cho đúng được, đúng không quý vị? Rồi nhớ giùm em ha, weekends và weekend. Bởi vì nó là hai từ ghép lại cơ mà. Week là tuần. End là cuối. Weekend, cuối tuần. Quý vị đọc được chữ này em thấy đúng mà. Cứ mỗi năm chúng ta đều có một cái gì party đó. Year end party. Chứ ai đọc là year end party đúng không? Đọc year end party không ai tổ chức cho mình hết. Thì đây cũng vậy, weekend. Nhưng chữ này thì là weaken. Đấy, khác nhau nha. Vậy thì làm suy yếu cái gì đó của tôi. Chữ này là hệ thống, nhưng mà nó còn có nghĩa là hệ nữa. Hệ cơ quan. Tí nữa mình nói tiếp, bây giờ mời quý vị giúp em ghi cho em những chữ sau đây mà không tra từ điển nha. Không tra từ điển, ghi giùm em chữ làm ngắn lại, hay còn gọi là rút ngắn. Ghi giùm em chữ rút ngắn. Không tra từ điển giúp em ạ. À, chữ ngắn thêm chữ ần vô thành rút ngắn. Shorten, chính xác. Về mặt phát âm, chữ đó có hiện tượng giảm âm, đọc là shorten. Short, lên mũi. Quý vị nào không biết lên mũi, coi lại bộ 17 ngày thực học phát âm bài số mười mấy đó. Năm cách phát âm âm T, có một cách phát âm là lên mũi. Shorten. Tiếp theo, đố quý vị ghi giùm em chữ mở rộng. Rộng là large. Ý lộn, 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 lộn. Chữ này khác, 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 khác. Khác, khác, chữ này khác rồi. Rộng là wide. Wide. Chữ large thì lại thêm vào đầu nhưng mà thêm vào cuối. Widen, chính xác. Đố quý vị tiếp. Widen, quý vị bình luận công khai cho bạn mình cùng coi với nha. Quý vị làm đúng rồi đó. Tiếp theo đố quý vị. Kéo dài. Ai biết kéo dài là gì? Cái này hơi khó nha. Kéo dài phải bắt đầu bằng danh từ. Từ danh từ ra. Kéo dài. Bắt đầu từ danh từ đây ạ. À, từ danh từ quý vị, danh từ của chiều dài là gì ạ? À, chữ chị Thảo đúng nhưng mà không phải là cái chữ kéo dài đó. Kéo dài này là làm cho dài ra, nó đang ngắn làm cho nó dài ra, bắt đầu bằng danh từ độ dài. Đúng rồi chị Hương Liên, đúng rồi chị Dung, đúng rồi chị Trâm, chị Hồng, chị Nga, đúng rồi đó. Lengthen thưa quý vị, lengthen mới đúng nha, để em confirm. Không có longen, tại vì đôi khi nó lạc chút xíu nha quý vị. Chị Diễm đúng rồi. Yeah, lengthen, chính xác. Đố quý vị một chữ nó cũng tương tự, đó là tăng cường. Tăng cường là một từ Hán Việt có nghĩa là làm mạnh thêm. Làm mạnh thêm xuất phát từ danh từ sức mạnh. Long time không đúng anh Thịnh nha. Long time là thời gian dài chứ không phải là hành động kéo dài. Rồi, danh từ sức mạnh là gì nào quý vị ạ? Đúng rồi chị Thu Phương, là chữ strength. Thế thì tăng cường là mình làm gì? Yes. Chị Nguyễn Dung hơi sai chính tả anh chút. Nó là strengthen. Yeah, chính xác. Học một biết 10 đó, strengthen. Mai mốt sau này khi mình nghe strengthen, khỏi tra từ điển nên mình biết rồi. Tiếp tục quý vị ơi, giúp em nè. Duỗi tóc. Duỗi, có ai đi duỗi tóc chưa? Duỗi là làm cho thẳng. Thẳng là gì quý vị?
Đi thẳng nhớ không? Đi thẳng, quẹo trái, quẹo phải. Đi thẳng, thẳng là gì? Straight. Đúng rồi chị Tracy. Vậy thì duỗi là gì quý vị? Duỗi. Duỗi là... ấy à, em thấy một vài cái anh, một vài anh chị khi mà thêm hậu tố vô lại bỏ bớt chữ cuối của em rồi. Không, không bỏ chữ cuối quý vị. Chữ thẳng ghi đúng cho em chữ thẳng. Chỉ cần thêm chữ in vô thôi ạ. Rồi có một số chị biết chữ stretch rồi đó, nhưng mà cái chữ đó thì là cũng cũng đúng, đúng mà, đúng. Stretch là tự mình duỗi. Tự mình duỗi mình thì gọi là stretch, chẳng hạn như dang tay ra. Hay là mình vươn vai lên gọi là stretch, là mình làm tự bản thân mình. Còn cái này em đang nói duỗi là duỗi cho cái khác, chẳng hạn như duỗi tóc. Mình kéo lấy con tóc mình kéo cho nó thẳng ra là straighten, đúng rồi, và đọc là straighten, straighten, đúng không? Đúng quý vị. Đúng quý vị nha. Làm cho ngọt. Ngọt là gì? Và khi muốn nói về những gia vị có từ ngọt. Vậy thì làm cho ngọt là gì các anh chị? Đúng rồi, đó chính là sweeten. Nhưng mà giọng mũi là sweeten, 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 đúng không? Rất tốt. Tiếp theo quý vị, làm trắng. Làm trắng là gì ạ? À? Làm trắng là gì? Đúng rồi chị Bình ơi, đúng rồi Tracy. Vậy thì học một biết 10 ha, đó chính là whiten. Cho nên đôi khi mà quý vị đây nè, các chị, nếu mà xài mỹ phẩm sẽ thấy có cái gọi là whitening. Đó, chất làm trắng rồi vân vân quý vị nha. Ôi trời. Tiếp, 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 tiếp. Các hệ cơ quan trong cơ thể có một hệ gọi là hệ immune system. Immune. Em đọc chậm. Immune. Immune. Hệ gì đây ạ? À? À, chị Nguyễn Anh đúng rồi. Ghi chậm thì ai cũng ghi được, phải không ạ? Immune. Chỉ cần là viết đúng chính tả thôi. Yeah. Immune là hệ gì các anh chị? Hai chữ M nha các anh chị ơi. Yes, immune. Miễn dịch, hệ miễn dịch đó. Weaken my immune system. Yes. And I, đây là hậu quả của việc weaken my immune system. Em sẽ đọc chậm cho quý vị nha. I fail. Fail. Chứ không phải fail. Em đọc rõ lại nha. Fail. Ill. Fail. Ill. Fail. Ill. Chị Diễm ơi, fail chứ không phải là fail. Rồi, đúng rồi đó. Yes. Ồ, quá hay, quá hay. Fail, ill. Chữ fail này là V2 của động từ nguyên mẫu là gì các anh chị? Là fall. Đúng rồi. Fall ill là một thành ngữ. Cái này nếu có điều kiện em sẽ giải thích thêm. Em muốn nói cho quý vị nhiều lắm nhưng mà còn bài đọc nữa. Giờ 10 giờ rồi. Vậy thì quá khứ của nó là fell ill. Và quý vị biết rồi, hiện tượng gì đây? Hiện tượng gì mà nãy giờ là mình chết lên chết xuống? Hiện tượng gì quý vị mở micro nói em nghe? Khi mà phụ nói à, nói đã... âm nói âm. Yes. Fell ill. Nói âm. Không ghi ra không biết fail là gì luôn, ghi follow phải không? Fail it, đúng không? Không sao chứ, không sao, không sao. Quan trọng là mình học được gì ngày hôm nay. Rồi bây giờ kính mời quý vị cùng nhau nghe lại câu số 2 và nghe tiếp câu số 3. Weakened my immune system and I fell ill. Helping me stay away from getting sick again. Good job. Rồi thôi khỏi nghe lại. Mắt mình có hiện tượng lưu ảnh quý vị ha.
tai mình cũng có hiện tượng lưu âm, cho nên quý vị nhớ đừng quên cái đặc quyền mà ông trời đã cho ai cũng có. Bằng chứng là hồi nãy em nói khoai tây, khoai lang, xà lách, hành tây, quý vị đã nhớ và ghi ra. Khi mình nghe xong rồi nó cái âm thanh nó vẫn còn văng vẳng đây. Hãy cố định nó để mà mình nhớ cái nội dung của mình. Đó là kỹ năng để mà mình làm bài thi hoặc để sinh tồn. Rồi, sick again. Sick again. Sick again không phải là một từ mà là hai từ có hiện tượng độc nôi ở giữa. Sick again. Rồi. Qua cái hoạt động số 2 này quý vị học được gì? À, còn nãy em nói là tại sao cái chữ and này nó lại là khắc tinh của mình. Tại vì chữ and đó quý vị, đọc đúng của nó là như vậy nè. And. Nhưng. Thường nó sẽ có hiện tượng giảm âm ha. Nối âm, giảm âm và thêm âm là ba cái thứ mà khắc tinh của môn nghe. Chữ and nó giảm thành chữ a. Đọc thành and. 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 Nó giảm luôn, có khi là bỏ luôn cái chữ D này luôn, đọc thành N luôn. Và khi đó chữ N này và cái chữ N, AN đó quý vị, nó đồng âm. Và để biết được một từ giảm âm thành gì, quý vị chỉ việc tra từ điển. Một số từ điển thông minh nó sẽ cho quý vị biết nhiều hơn là cái nghĩa của nó. Chẳng hạn chữ N đây à, thưa quý vị hãy nhìn vào... Nhìn vào em nữa đi anh. Đây là dạng mạnh. Còn đây là dạng yếu. Dạng yếu tức là giảm âm đó. Thấy chưa? Và chính vì lẽ đó, em không có hướng dẫn cho quý vị cái chữ and. Ai cũng biết and là và. Nhưng mà rồi sau đó, đằng trước nó nối qua đằng sau. Rồi này nó nối qua đằng sau nữa. Nếu là nguyên âm, nó tạo ra rất nhiều những cái khó chịu. Tired and unwell. Tired and unwell. Khó chịu lắm quý vị. Tired and unwell. Thấy không? Rồi, mình rút kinh nghiệm nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với hoạt động số 3. Nghe và trả lời. Bài nghe chỉ có 1 phút thôi. Chúng ta nghe đi nghe lại nhiều lần được, nhưng mà bây giờ em sẽ dành ra 1 phút cho quý vị đọc. Ai có câu hỏi gì hỏi em, đánh vô khung chat hỏi em để không làm phiền các bạn khác. Mời đọc và hỏi. Ai có từ mới nhớ hỏi. Hết giờ. Rồi, các anh chị ơi, đây không phải là trả lời nha quý vị, mà là đọc. Có cái gì không biết hỏi em, tại em chưa nghe sao quý vị trả lời được, em chưa mở cái file đó mà. Đúng không chị Tiên, nên chưa trả lời được đâu. Rồi, có chị Lệ hỏi em, consequences, mention, maintaining là gì? Rồi, consequences, em muốn hỏi cả lớp, có anh chị nào biết không ạ? Consequences, nghĩa là gì ạ? Hậu quả. Hậu quả. Hậu quả. Em thích cái chữ hậu quả lắm đó quý vị. Nó có nghĩa là kết quả xấu. Thường cái chữ này thường dùng để nói về kết quả xấu.
cho nên dùng là hậu quả là quá đúng. Rồi, sẵn đây mình nói luôn ạ. The speaker said that the consequences of the problem were, nghĩa là gì? Anh dịch giúp em câu này. Người nói cho biết là hậu quả của vấn đề này là như thế nào? Vấn đề này là nói cho biết hậu quả không rõ ràng, không rõ ràng. Không rõ ràng hay là sạch sẽ. Okay, được rồi. Vậy quý vị nghe giùm em ha, coi coi là cái người trình bày đó họ nói như thế nào, hậu quả của cái vấn đề mà người ta đang nói tới đó. Mình chả cần biết vấn đề đó là gì, chỉ cần biết là cái hậu quả nó như thế nào. Rõ, chưa rõ hay là sạch sẽ. Rồi tiếp theo, chị hỏi về chữ mentioned. Mentioned nghĩa là gì anh chị? Not mentioned là gì? Không đề cập, không đề cập, không, không được đề cập, không đề cập, không được đề cập, không được đề cập tới. Vậy thì chúng ta sẽ nghe cái bài nghe, và trong đó nó có một cái nội dung liên quan tới cái vụ này, đó là does he think a balanced diet is important now? Nghĩa là gì? Anh có nghĩ rằng bằng chế độ anh ấy có nghĩ rằng một chế độ ăn uống cân bằng là quan trọng bây giờ hay không? Quan trọng bây giờ hay không? Đúng rồi đó. Ok. Và trong tiếng Anh đó các anh chị, đôi khi cái trạng từ thời gian nó làm cho mình rối cái chữ now đó đó. Thường thường là trạng từ chỉ thời gian đặt ở cuối câu. Nhưng mà cái chữ now này ở đây nó đang bổ nghĩa cho chữ think, chứ phải là chữ important đâu. Tức là bây giờ ông có nghĩ rằng cái chế độ ăn cân bằng là quan trọng hay chưa? Bây giờ có nghĩ vậy không? Nếu có, nếu có cái thông tin cho thấy điều đó, quý vị chọn chim chữ yes. Nếu có cái thông tin cho thấy rằng bây giờ ổng cũng không biết là cái chế độ ăn cân bằng nó quan trọng, thì quý vị chọn chữ no. Ý là phải có thông tin nha, thì mới chọn no. Chứ không phải là mình không biết cái chọn no đâu nha. Em giả bộ. I don't think a balanced diet is that much important. I don't think a balanced diet is that much important. Tôi không nghĩ là chế độ cân lại cân bằng đến như vậy. Thì đó, dự kiện để chọn no. Còn nếu mà nghe mãi mà không có cái gì liên quan tới cái chuyện đó thì chọn not mentioned. Đã ha chị. Rồi tiếp tục. Chị Lệ hỏi về cái maintaining. Rồi, which of these, điều nào trong số những điều dưới đây không được đề cập? Không được đề cập. Như là một lợi ích của rau củ. Lợi ích của rau củ. Yeah. Building up strength nghĩa là gì nãy em mới nói xong? Strength là sức khỏe. Tăng cường sức mạnh. Yeah, đúng rồi, tăng cường sức mạnh ha. Xây dựng sức khỏe. Yeah. Thế maintain là gì ạ? Duy trì. Duy trì. Fitness là gì? Duy trì thể lực. Thể lực, no. Không phải thể chất nào. Fitness là gì quý vị? Là thân hình. Tốt dáng, đúng rồi. Yeah, nói về sắc đẹp đó quý vị, chứ không phải là nói về sức khỏe đâu. Fitness. Rồi, fit có nghĩa là gọn. Và khi người ta nói chữ fit là người ta đang khen mình đẹp, chứ không phải là mình khỏe. Vậy thì ở trên mới là khỏe mạnh nè. Còn cái thứ hai là duy trì vóc dáng của mình. Còn thứ ba là gì các anh chị? Giảm ảnh hưởng của bệnh tật. Ảnh hưởng của bệnh tật. Của bệnh tật. Xác, mời quý vị nghe chị em nguyên đoạn. À, em quên nói, chúng ta học tới 10:25 nha, tại mình học trễ mà, nhớ không? Quý vị đang giúp em. Rồi, đúng rồi chị Hồng. Nào, chúng ta cùng nghe và chọn cho em. Quý vị sẽ được nghe hai lần. Nhớ kỹ năng nãy em luyện như quý vị rồi nha. Listen and remember. Phải nhớ, chứ không phải là nghe chính tả nữa quý vị. Let's go. I remember a time when I neglected vegetables and the consequences were clear. Days without lettuce, onions, and other veggies left me feeling tired and unwell. A lack of proper nutrition weakened my immune system, and I fell ill. It was a wake-up call when I realized how important a balanced diet was. Since then, I've made sure to include a variety of vegetables like zucchini, peppers, and broccoli in my meals. These veggies keep me strong and fit, helping me stay away from getting sick again.
again. I remember a time when I neglected vegetables, and the consequences were clear. Days without lettuce, onions, and other veggies left me feeling tired and unwell. A lack of proper nutrition weakened my immune system, and I fell ill. It was a wake-up call when I realized how important a balanced diet was. Since then, I've made sure to include a variety of vegetables like zucchini, peppers, and broccoli in my meals. These veggies keep me strong and fit, helping me stay away from getting sick again. Rồi. Em bắt đầu thấy những gì, câu trả lời của các anh chị rất khác nhau, rất đa dạng, mỗi người một vẻ. Nhưng mà rất tiếc đối với bài này thì chỉ có một đáp án thôi, chứ không có được 10 phân vẹn 10. Mỗi lần như vậy em sẽ cho quý vị thêm một chữ, đó là chữ veggies. Veggies là đọc tắt của vegetables đó quý vị. Nói tắt cái chữ vegetable nó khó quá mà, nó dài quá mà, phải không? Veggies, trở về. Rồi, mời các anh chị nghe lại nữa. I remember a time when I neglected vegetables, and the consequences were clear. Days without lettuce, onions, and other veggies left me feeling tired and unwell. A lack of proper nutrition weakened my immune system, and I fell ill. It was a wake-up call when I realized how important a balanced diet was. Since then, I've made sure to include a variety of vegetables like zucchini, peppers, and broccoli in my meals. These veggies keep me strong and fit, helping me stay away from getting sick again. Rồi, JC đã đổi đáp án. Thôi, JC nói là mỗi lần nghe đáp án mỗi khác. Đó là cái thú vị đó quý vị. Cho nên bởi vậy mà đi thi đó quý vị thấy không? Nó quá trời là challenging đối với chúng ta. Nghe được có một lần duy nhất. Rồi, chị Thủy, chị Chi, chị Diệp, chị Bình, chị Ngọc, Diễm, Phương, vân vân. Chị Nga. Rồi, cứ mỗi lần vậy em cho quý vị thêm một cụm từ nó có nói trong đó. Hồi nãy có ai nghe nói được một từ có nghĩa là hồi chuông cảnh tỉnh, có ai nghe được cái đó không? Mở micro nói em nghe xem nào, hồi chuông cảnh tỉnh có ai phát hiện không? Rồi không có phải không? Away gì đó. Away up call. A wake up call. Đây là một cái từ nghĩa bóng. Cái nghĩa đen của nó là gì? Hồi xưa trong quân đội, khi mà có một cái tiếng chuông là tất cả mọi người đều thức dậy. Cái đó gọi là wake up call. Nhưng mà bây giờ thường người ta hay dùng nó với nghĩa bóng hơn là hồi chuông cảnh tỉnh đó. Khi mà có một cái sự việc gì đó khiến cho quý vị phải đau thương, phải khốn khổ, từ đó quý vị nhận ra cái gì đó, thì cái sự việc đó gọi là a wake up call cho chúng ta. Vậy thì cái bạn này á, bạn không có ăn rau củ gì hết cho tới một lúc bạn bị bệnh, thì từ đó bạn mới mới bắt đầu ăn rau. Wake up call. Nào chúng ta nghe lại lần nữa, cứ mỗi lần nghe thêm được chút. Nào, let's go. I remember a time when I neglected vegetables, and the consequences were clear. Days without lettuce, onions, and other veggies left me feeling tired and unwell. A lack of proper nutrition weakened my immune system, and I fell ill. It was a wake-up call when I realized how important a balanced diet was. Since then, I've made sure to include a variety of vegetables like zucchini, peppers, and broccoli in my meals. These veggies keep me strong and fit, helping me stay away from getting sick again. Rồi. Ôi, vẫn đa dạng lắm quý vị ơi. Mỗi người một vẻ. Rồi, trong khi chờ đợi, em sẽ nói thêm cái nữa. Quý vị có thể đã nghe được những chữ như sau, đó là chữ neglected. Neglect. Nghĩa là gì ạ? À? Có anh chị nào biết không? Này chỉ có biết không biết thôi, mất công tra, tra mất thời gian. À, đâu, quý vị nào biết? Neglect là gì ạ?
là gì ạ? À? Chị Thủy, em nghe không rõ. Bơ giống như Ờ bơ đúng rồi, nó phớt lờ, đúng rồi. Neglect cái gì đó là phớt lờ cái đó. Ignore cái đó. Phớt lờ nó đi, bơ nó đi. Không có quan tâm hay gọi là not care đó quý vị ạ. À? Vậy thì anh này ảnh neglected vegetables. Neglected veggies. Không ăn rau. Thấy rau trên bàn là neglect. Coi như không có, coi như invisible. Rồi, một cái từ quý vị nghe ha. Từ thứ hai là một cái từ mà em nghĩ là cũng rất hay cho chúng ta đây. Một cấu trúc gọi là leave cộng với lại somebody, something và cộng với participle. Participle là quý vị, là gì quý vị? Ai ai nhớ ạ? À? Participle là gì ạ? À? chính Dạ. chính Participle là để chính à, nhưng chính. À, principle mới là chính, còn participle là một cái thành phân phần tử ngữ pháp, à phân phân từ. Rồi thôi bây giờ mình nói chữ phân từ thì nghe nó phức tạp quá. Bây giờ mình ví dụ giùm em luôn. Participle gồm có hai dạng, đó chính là ai còn nhớ? Ai còn nhớ hay ai cũng quên? Dạ rồi, V-ing và nghe không trời ơi, V không, phải đâu chị, không phải đâu chị. Participle là không có V không trong đó, mà nó có này là chị Diễm. V in đi đi và đi V đi V đi đi hoặc đi V ba. Rồi đem giải thích một chút xíu thôi cho bài đọc về nhà tự làm. Mỗi ngày một chút, quan trọng là học được sâu còn hơn là học nhiều. Em ví dụ cái câu này. Leave her wanting. Rồi. Đọc câu này xong, nhiều người sẽ kiểu, ủa, tại sao chừ nào tôi cũng hiểu hết, mà đọc như nguyên câu tôi không hiểu gì cả. Có bao giờ... Chữ he, à, em biết he nè thầy. He là Đi anh ấy. đây He muốn sẽ anh ấy vàng share. vâng. Anh ấy sẽ rời đi khi mà cô ấy muốn. À, anh ấy sẽ rời đi khi mà cô ấy muốn. Được khoảng 70%. Rồi để em giải thích cấu trúc này cho quý vị nha. Leave có nghĩa là gì ạ? Đẹp. Là rời đúng không? Bỏ, từ bỏ. Nhưng mà ở đây nó có nghĩa là bỏ. Đúng rồi, là bỏ. Bỏ và mình dịch về nó có việc để. Chữ để đây là nó kiểu vậy nè. Tôi Chẳng đi hạn như em đi ra ngoài á, em kêu quý vị thôi để đó đi, để đó đi, để đó đi, để tôi về tôi dọn cho. Hay là quý vị qua nhà em ăn, quý vị ăn xong quý vị định rửa chén, nói để đó đi, để đó đi, để đó đi. Để có nghĩa là gì? Không phải là put, không phải là đặt để lên, mà để có nghĩa là hãy đi đi chỗ khác đi, rời nó ở đó. rồi bỏ. Rồi, rồi bỏ nha. Chữ chữ leave đó dịch ra là như vậy. Và cái chữ để trong hoàn cảnh này quý vị phải dịch là leave. Yeah, để. Leave it there. Hãy để nó ở đó. Vậy thì tương tự vậy. Để tôi yên. Leave me. Để Alone. tôi một mình. Leave Leave me me Leave alone. me alone. Cái này chắc quen hơn quý vị đúng không? Leave me alone nghĩa là gì? Hãy làm đi, hãy đi đi, để tôi ở đây. Và cái alone này là cái trạng thái của tôi, cái này nó là một cái trạng thái, cái tính từ, đôi khi nó là giới từ nữa, miễn sao nó bổ nghĩa được cho cái danh từ là được. Giới từ chẳng hạn như là để chén dĩa đó đi quý vị ơi, để nó đi, để nó đi. Leave them there. Chữ there này nó đang bổ nghĩa cho chữ them, dùng để chỉ vị trí. Hãy để nó ở đó nguyên trạng nó như vậy. Rồi, đôi khi nó còn dùng với lại phân từ. Phân từ cũng là cái từ dùng để miêu tả cái tính chất của cái ở giữa này. Ví dụ, hôm qua em rời khỏi nhà and left the dishes
Unwashed. Ai dịch giúp em ạ? Hôm qua tôi rời khỏi nhà và để chén đĩa chưa được rửa. Đúng rồi. Chưa rửa. Rồi, ai muốn dịch sao dịch, nhưng mà quý vị có hiểu được cái ý niệm của câu này không? Left the dishes unwashed. Nghĩa là hiện tại, hiện trạng của cái dishes đó là unwashed. Cái chữ unwashed này nó đang bổ nghĩa cho dishes. Và rồi mình để nó nguyên trạng như vậy thì gọi là leave the dishes unwashed, và quá khứ là left. Vậy thì đây là một ví dụ của gì đấy? Của past participle là VED. Bị động đúng không? Thêm ví dụ nữa nha. Ví dụ, quý vị để em tí xíu để em mở cái slide mới. Nay mình học tới 10:25 nha quý vị nha. Nói vậy thôi chứ 10:25 chắc gì xong. Anh chị đợi em chút để em mở thêm slide để em hướng dẫn cho nó dễ. Ủa nãy giờ quý vị có thấy mấy cái này không vậy? Bây giờ em mới thấy câu của anh Thỏa, là nãy giờ chỉ thấy cái mặt em không. Nãy giờ quý vị có thấy này không? Có thể ạ. À, có có hả? phải có Hên quá, thấy hên quá, hên quá, hên quá. Rồi anh Thịnh hỏi là hôm nay mình bắt đầu trễ, học đến mấy giờ? Về nguyên tắc học tới 10:25. 10:25 em sẽ thả cho quý vị ngủ. I will leave you sleep. Rồi, nói câu đó hơi sai chút. Let you sleep chứ phải leave you sleep. I remember a time when I neglected. Đây. Vậy em đố quý vị phân biệt giùm em ạ. Let you sleep và leave you sleeping khác nhau như nào, ai biết? Thầy, cái câu bên trên là leave you sleeping có nghĩa là cái you ấy là đang sleeping, còn cái let you sleep ấy là cái you kia chưa đi ngủ thầy ạ. Đúng rồi, xuất sắc. Nó là sự khác nhau cơ bản nhất. Đúng quý vị hả? Ở trên đây sleeping em nói lại là cái hiện trạng của cái thằng you. Thằng you này đang sleeping, và mình leave you sleeping là gì? Thôi, anh với em qua đây đi, để con ngủ rồi, mình vào việc thôi. Ví dụ vậy, leave you sleeping. Mà let you sleep là gì? Có thể là chưa ngủ. Ok, tôi đi ra để cho bạn ngủ. Rồi, vậy thôi, đúng rồi. À, thêm cái nữa nha quý vị. Ví dụ như... okay. The car. Đây, em đã bị rồi. À không phải, the car hơi 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 drama quá. The bike thôi. The bike hit me. And left me surprised, hurt on the ground. Rồi, ai dịch giùm em câu này? Cái xe đạp nó đụng tôi, cái xe đạp đụng tôi, tôi bị thương nằm dưới đất. Và sao nữa? Rồi sau đó? Và nó để tôi ở dưới đất. Nó bỏ. Bỏ tôi nằm dưới đất. Nó bỏ. Yeah, đúng rồi. Cái này không phải là xe đạp không đâu quý vị. Xe máy luôn đó. Bike là xe hai bánh. Chứ không phải chỉ có xe đạp không đâu. Xe hai bánh đó. Chứ xe đụng tôi. Và sau đó nó bỏ chạy để tôi. Và mình sẽ hiểu là để mặc. Để mặc tôi ngạc nhiên và bị thương trên đất. Surprise ở đây là VED, hurt ở đây là V3. Tất cả hai cái này đều bổ nghĩa cho cái hiện trạng của chữ me. Rồi, các anh chị được không ạ? Vậy thì ai dịch được em câu này? He leave her wanting. Ai dịch được chính xác cái nghĩa của nó? He will leave her wanting là gì ạ? Leave
Want là gì quý vị? Con ạ. Muốn. Con Muốn. muốn, đúng rồi. Vậy thì khi mà wanting, vậy thì nó đang bổ nghĩa cho cái hiện trạng của cô ấy là cô ấy muốn cái gì đó, và ổng để cho cô ấy, bỏ mặc cô ấy và để cho cô ấy cứ muốn hoài. Cô ấy muốn làm gì làm. Muốn làm gì làm thì để mà cô ấy muốn làm gì làm, không phải đâu ạ. À. Để mà Bỏ cho cô mặc. ấy cứ muốn ổng hoài. Muốn ổng chứ phải muốn làm gì làm, muốn đây là cái he leave her wanting. Thì nó có nghĩa là như vậy. Hay là câu này dễ hơn đây nè quý vị. He leave her waiting. Rồi câu này có lẽ là dễ hơn nè quý vị. Dịch giùm em ạ. He leave Anh her sẽ bỏ cô ấy chờ. anh ấy bỏ mặc. Để mặc Cô ấy chờ. cứ đợi. Cô ấy cứ Bỏ cho đợi. cô đợi. Vậy thì anh ấy thì đi, còn cô ấy thì Cứ đợi. đợi. Đợi, đợi. Vậy đó. Đợi anh ấy. Vậy ha. Và bây giờ quý vị nghe và sẽ thấy ở trong bài nghe này có một cái chỗ là chữ left. Now listen. À, bây giờ đã là 10:27 rồi. Em nghe xong này cái em cho quý vị đi ngủ. Yên tâm. I remember a time when I neglected vegetables. Ai dịch được không ạ? I remember a time when I neglected vegetables. Ủa, em... À, quên, em đã tắt mic. I remember a time when I neglected vegetables. Like... Vegetables. Tôi nhớ một Tôi lần. nhớ rằng có một Nhưng... lần mà khi tôi cái thời gian là Không ăn rau. tôi phớt lờ cái chuyện Tôi có ăn, có nhớ lần cái tôi thời gian đã mà bỏ bê tôi không đúng phớt rồi. lờ giờ đi cái Không chuyện ăn rau rồi rồi rau đó, không ăn rau rau nhớ. Rồi sao nữa các anh chị nè? And the consequences were And và hậu quả của And the nó consequences là were clear. hậu quả Rõ rất rõ ràng. ràng Câu và số hậu quả nó rõ ràng. chọn câu A. Ây 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 Rất rõ ràng ha. Tiếp theo. Đây. Days without lettuce, onions, and other veggies left me feeling tired and unwell. Hình như có chữ left. Without lettuce, Nào. onion, the consequences were clear. Rồi quý vị nghe giùm em nha. Và nhớ và dịch. Phải nhớ nữa đó. Days without lettuce, onions, and other veggies left me feeling tired and unwell. Rồi để em làm chậm lại. Feeling. Rồi để em chậm lại quý vị nhớ ngay. Days without lettuce, onions, zucchinis left me feeling tired and unwell. Days without days là gì? Những ngày Ngày tháng những ngày không with có những ngày không có rau xà lettuce. lách cùng hành hành và các loại rau khác Hàn làm cho left me tôi cảm thấy là feeling mệt và không khỏe. tôi không khỏe Mệt và ăn không và khỏe. mệt và không khỏe. Left me feeling tired đó, vậy đó. Rồi tiếp luôn. Úi. Úi. Ráng lên quý vị. Xong câu 2 là em cho quý vị ngủ. A lack of proper nutrition weakened my immune system and I fell ill. Rồi, fell ill gì đó không? Bệnh, đổ bệnh. Đổ bệnh, đúng cái chữ đổ luôn đó. Đổ bệnh, fall ill. Was a wake up call when I realized how important a balanced diet was. Rồi, nghe giùm em câu này. It was a wake up call when I realized how important a balanced diet was. It was a wake up call when I realized how important of the balanced diet was. Đó là một cái hồi chuông cảnh Nó đã là hồi chuông cảnh tỉnh. When I realized là Nhận khi ra. tôi nhận Nhận ra. Tôi nhận ra. ra. Nhận ra. How Nhận ra cái important điều a quà cái balanced điểm cân diet bằng ăn như thế quan trọng. Ăn nào cân bằng là về quan chế trọng như độ thế ăn nào? chế độ Chọn ăn uống cân cân chế bằng độ như ăn nào? cân bằng nó quan trọng như thế nào. That's right. Hơi khó một tí ha. Realize cái gì? Ở đây không phải là một cái mà là một mệnh đề. How important a balanced diet was. Vậy thì câu 2 mình chọn được chưa? Vậy thì bây giờ nó có nghĩa là bữa ăn quan trọng không? Yes. 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 Đó, phải suy ra I chứ. Nó là hồi chuông cảnh tỉnh khi tôi nhận ra rằng
bữa ăn cân bằng nó đã quan trọng như thế nào. Vậy thì bây giờ mình có suy ra được không? Bây giờ nó có nhận ra được chưa? Có nhận ra được rồi, nhận ra từ Yes. cái lần đó rồi ạ. Đấy, yes. Có nha. Thôi được rồi, như em giữ lời hứa, mình chào tạm biệt các anh chị để cho kỳ đi ngủ trước. Em sẽ vẫn ở đây xong câu 3 rồi chúng ta mới đi ngủ. Now say good night and then we continue. Say good night class. Good night. Không phải, không phải, không phải. Good night, Good good night, good night, night, good night. chị. Yeah, Good rồi, ok. Yeah, that's good. night, chị. Rồi bây giờ câu này khó này các anh chị ạ. Khó ở chỗ gì ạ? Hình như cả ba cái này nó đều có nói tới. Phải không? Quý vị nghe được gì? Nhớ không ạ? Có ai nhớ không? Em nghe được là nó giúp Nghe cái tôi gì? là Strong, không strong and như fit. trẻ Strong and và fit. không bị Rồi, strong and tránh fit, xa được bệnh tật. không bị Yeah, that's và sẽ không good. nhắc gì đến dáng vóc mới đẹp cả. Ủa, đó. Có Strong strong and fit. có Strong cái and đầu fit. thì Strong dáng and đẹp thì strong, fit. có cái cơ hay là Thì onion gì nó không nữa. nhắc tới cái câu sơ chứ. Nó Nó có nói chữ strong. có Nó strong có nói có chữ fit. Nó có nói chữ fit. sick. Nó nói hết. Signet. Đấy, Có nó có signature. nói hết. Yeah. Nó có signet. Có sickness luôn. Vậy thì bây giờ mình phải nghe cho kỹ. Và đôi khi, đây là những từ khóa quý vị. Đôi khi, những thứ hại chúng ta không phải là người quân tử, mà là những tiểu nhân. Nghe những từ xung quanh của nó, nghe những từ đệm. Nghe kỹ nha, em xin phép được tạm thời tắt micro nào quý vị, nghe lại cái câu cuối. Sắp xong rồi đó các anh chị. Since then, I've made sure to include a variety of vegetables like zucchini, peppers, and broccoli in my meals. These veggies keep me strong and fit, helping me stay away from getting sick again. These veggies keep me strong and fit, helping me stay away from getting sick again. In my meals, these veggies keep me strong and fit. Là gì các anh chị? Rồi bây giờ mở micro nha. These veggies keep me strong and fit. Những cái loại rau này giúp tôi khỏe, khỏe mạnh và giảm chán. Giúp tôi stay away from getting sick again. Yeah, đó 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 cái câu cuối nữa đó thấy không? And helping me stay away from getting sick again. Helping me sao ạ? Đọc lại giúp em ạ. Helping me. Helping me stay away from getting sick again. Yeah. Exactly. Nghe lại đi thầy. Nghe lại. Sẵn sàng. Em cho quý vị sẵn sàng nghe lại. Nghe lại giùm em. Cái đó là cái câu nail rất quan trọng đó. Mà nãy em gọi là tiểu nhân nó nằm vô đó. Strong and fit. Helping me stay away from getting sick again. Nó sẽ làm cho bị bệnh. Helping me stay away from getting sick again. Helping me. Helping me. Stay away from. Stay away from. Stay away from getting sick again. Get from something get Stay away from. Getting. Stay away là khỏi. Getting. Khỏi. Getting. Getting. Sick. Again. Nghĩa là gì các anh chị? Nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Tránh bị ốm trở lại. Giúp tôi cho giúp bạn rau này giúp tôi khỏe mạnh bị bệnh và tránh bị bệnh trở lại. Ủa nó bệnh chưa? Nó đã bệnh chưa? Trước đã bị bệnh rồi. Bệnh rồi. Lúc nào? Nó đã bệnh cái lúc bị là hồi một thời gian trước. Bệnh xong rồi mới có hồi chuông cảnh tỉnh. À đúng rồi, cái từ nào là nó bệnh? Hồi nãy có cái từ nào là failure. À, failure đó, failure, nó đã bệnh rồi. Và bây giờ ăn rau để cho nó khỏi bệnh trở lại. Ý nó đang nói về hệ miễn dịch đó. Khỏi bệnh lại, vậy thì đố quý vị trong ba câu A, B, C, câu nào không có được nói tới? A. A. Câu B. B. Rồi. Câu A chứ. Câu A. Câu A là B. Câu sức B. mạnh. C. C. C là không được C là nói gì? C. C là gì quý vị? Giảm ảnh hưởng của bệnh. Rồi, giảm, và cái chữ effects này mình sẽ hiểu rằng là cái tác động, hay còn gọi, mình có thể gọi là, đối với bệnh tật mình sẽ gọi là cái ảnh hưởng, ảnh hưởng cũng được. Giảm ảnh hưởng của bệnh, nói chung giảm tác động của bệnh, tức là giảm đi. Thay vì bây giờ bị cảm đó, như hồi xưa COVID đó quý vị, có người thì mất mùi, có người thì nhức đầu, có người thì ho. Giảm cái effects of sickness nghĩa là gì? Thôi chỉ nhức đầu sơ thôi. Thì như vậy là giảm effects of sickness đó. Thì cái này nó đâu có phải là cái này đâu.
đâu phải đâu, đúng không? Không phải giảm effects of sickness mà là ngăn luôn, giảm trở lại, giảm ảnh tránh hưởng của luôn. bệnh tật. Sau đó là Vậy nên câu nhưng mà này sao ta không hiểu không hiểu có rồi, em sao để em nói lại, em sao hết, em sao để em nói lại. ừ. Reducing the effects of sickness. Rồi để em qua cái word để tải hết chỗ ghi. Chúng ta có cái từ effects of sickness tức là ảnh hưởng của bệnh tật. Chả biết bây giờ bệnh gì đây, ví dụ chẳng hạn như bệnh bệnh cảm, cho em một số cái ảnh hưởng của bệnh cảm đi nè. Chúng ta có nhức đầu, Sốt ta có sốt trong phim, mũi chúng ta có xì sao sốt mũi tired runny đi nose, chúng ta tired có yes tired, running nose tóc đi stop đi đồ chúng ta có vân vân, rất là nhiều cái effects của cái bệnh flu. Dạ. hard Mỗi lần mà em bệnh flu em còn có thêm cái nữa quý vị, đó là mỗi lần mà em flu là em còn bị sore throat nữa quý vị. Là gì các anh chị? đau Đau họng họng đau Vậy họng thì bây giờ em mới đi ra nhà thuốc em mua thuốc nhằm là reduce the effects of sickness, có nghĩa là em uống thuốc đó vô em sẽ không còn headache nữa, mà là em giảm cái headache của em lại, hay là em không còn sốt nữa, hay là em giảm sốt. Hồi xưa sốt 40 độ giờ sốt 38 thôi, không còn mệt nữa, không còn này nữa, không còn này nữa, thì cái đó là cái đó gọi là triệu reduce chứng the effect. giảm triệu chứng bệnh Có thể giảm triệu chứng bệnh đó, thì đó là cái chữ mà mình hiểu cái chữ effects. Vậy thì việc ăn rau ăn củ đối với cái bạn speaker vừa rồi không phải là để giảm triệu chứng mà là để ngừa bệnh không trở có người bệnh trở luôn, lại bệnh ngăn giảm chặn bệnh luôn, không revenge có giảm triệu chứng, không phải là đang bệnh mà nó giảm bớt đi mà nó ngăn quay trở lại. ngăn Tức là cái câu đó nó ngừa khác bệnh nhau. khác ngăn bệnh trở lại Yes. Stay away from getting from sick again là hoàn getting toàn khỏe mạnh luôn, chứ không phải giảm triệu chứng. Cho nên cái này là khác thưa quý vị. Mình chọn câu C. Câu C là không có nói tới. sick Đây là một kiểu again đề thi của thi TOEFL. yes Vậy đó. ok Bài hôm nay xin được phép chấm dứt còn nguyên cái này nữa quý vị, về tự xử. Hôm nay mọi người học được chi? Đây là nguyên bài này quý vị, đây nguyên bài này. Dễ mà, về tự xử. Nay quý vị học được gì, chọn cho em một điều thôi. Trời ơi, quá trễ luôn. Sao, nay quý vị học được gì? có tiểu nhân trong trong khi À, tiểu nghe nhân à. Trời ơi, tiểu nhân thì gầy bẫy đi lắm. Em rất là thích dạy môn tiểu nhân. Để gầy bữa nào em sẽ dành một cái buổi học em nói về những tiểu nhân trong bài listening cho quý vị. Mở màn. bẫy Rồi, end of đó. Rồi. Ok, bảy nghe nối âm failure, ignore not consistent, vân vân. Ok. Vậy thì kính chào tất cả quý vị, hẹn gặp lại vào thứ hai tuần. À, không, lớp mình thì phải là thứ tư. Hẹn gặp lại thứ tư nha. See you. Muốn xem Thank you so much. lại Good muốn xem night. lại cái Good night. Good Good night. night, Muốn everyone. xem Good night, everyone. good Good night, night. everyone. Good night, everyone. Bye, everyone.